Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn, rất hân hạnh cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Buổi chiều hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2022. Em đang di chuyển trên khu vực đồi Giả Chiến thuộc con đường Hùng Vương. Đây là một số quán ăn vào buổi tối, đặc biệt ở đây có quán bò tơ Giả Chiến nè. Không biết quý vị và các bạn đã từng ghé đến đây chưa? Và ngay cái vị trí này đi bộ vô đó là khu vực đồi Giả Chiến, trung tâm huấn luyện cảnh sát Giả Chiến trước năm 1975. Cũng có một số quán cà phê, view đẹp. Vào mỗi buổi chiều thì rất là đông các bạn trẻ đến đây để mà ngắm hoàng hôn. Đây là một địa điểm ngắm hoàng hôn có lẽ là rất là đặc biệt ở Đà Lạt. Và càng đẹp hơn khi mà thời tiết vào những tháng cuối năm. Bây giờ ở ngoài trời gió rất là mạnh luôn, cũng là cuối thu rồi, trời bắt đầu chuyển sang mùa đông. Thành thử ra là nhiệt độ ở ngoài trời bây giờ khá là lạnh, em vừa mới đo được là 20 độ C. Hôm nay em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn chúng ta về khu vực đồi Giả Chiến để ngắm hoàng hôn. Chiều nay thì trời đẹp, không có mưa sau những ngày mưa suốt cả tuần. Và chiều nay thì có những tia nắng ấm, thời tiết khá là đẹp. Nhân dịp buổi chiều hôm nay, em cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, thật là nhiều bình an. Đà Lạt cuối thu lập đông rồi, trở lại với mùa hoa giả quỳ, cũng như là một số cây hoa mai anh đào cũng đã bắt đầu chớm nở tại một số địa điểm. Thời gian thì trôi rất là nhanh, mới đó thì đã hết năm rồi. Hoa giả quỳ thường mọc rất là nhiều ở vùng ngoại ô của trung tâm thành phố Đà Lạt. Ví dụ như là chúng ta sẽ đi về con đường ở Đơn Dương, những con đường đất với hai bên là những bụi hoa giả quỳ, và dọc quanh khu vực sân bay Cam Ly. Ngay cái vị trí này là một vị trí có thể nói là chúng ta có thể là thấy những tia nắng dần tắt đi của một ngày. Và tại đây chúng ta thấy cảnh hoàng hôn rất là thanh bình và yên ắng. Và chuẩn bị đến mùa đông sắp tới thì chúng ta sẽ thấy các loại hoa, đặc biệt là hoa giả quỳ. Năm nay thì festival hoa tổ chức được 2 tháng quý vị, từ đầu tháng 11 cho đến tháng 12, trong vòng 2 tháng luôn. Năm nay cũng là dịp Đà Lạt tổ chức các lễ hội trong dịp cuối năm rất là sôi động và náo nhiệt. Và mùa này thì vẫn còn hồng, đặc biệt là một số cây hồng ở vùng ngoại ô, ví dụ như là Xuân Thọ, rồi Xuân Trường. Chủ yếu là hồng người ta làm hồng giòn, còn hồng chín thì rất là nhanh hư. Đi dọc theo tuyến đường từ Xuân Thọ về đến Cầu Đất thì quý vị sẽ thấy là bà con mình bán hồng chín, nhưng mà cũng rất là ít. Thường thì bán không hết thì sẽ đem về nhà ăn. Quý vị và các bạn có thể thấy ở phía dưới này, chúng ta thấy là một cái view khá là đẹp với một cái thung lũng bao trọn, xung quanh là đồi núi chập trùng. Có những quán cà phê ở đây em thấy vào mỗi buổi chiều thì các bạn thường rủ nhau đến đây để mà uống cà phê rồi ngắm cảnh hoàng hôn, hết sức là lãng mạn luôn. Còn đây phía dưới này là một tiệm nướng nữa nè. Buổi chiều hôm nay cũng chưa phải buổi chiều cuối tuần, thành thử ra là cũng hơi vắng một chút so với những ngày cuối tuần, đặc biệt là đến dịp lễ, dịp hè, dịp lễ vừa rồi á, thì có rất là đông người đến đây, thậm chí là không có chỗ ngồi luôn á quý vị. Thì quý vị và các bạn thấy xa xa đó là cảnh mặt trời xuống núi, nó rất là thanh bình, nó khiến cho mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng, nhịp sống nó cũng chậm đi chứ không có trôi qua quá là vội vàng. Ở đây
nó cũng là nơi để mà có nhiều bạn đến đây thư giãn vào một buổi chiều. Ở đây thì có quán cà phê rừng Na Uy cũng rất là đẹp nè. Em cũng chưa có dịp vào đây, nếu mà có dịp thì em sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn vào đây. À, bên trên này thì người ta làm những cái ánh đèn treo từ ngoài đầu đường vào cuối đường luôn. Ở trên này là quán bò tơ 118. Bò tơ 118 hiện nay có rất là nhiều chi nhánh đó. Vừa rồi thì em có đi ngang qua con đường Nguyễn Du thì cũng thấy là có một chi nhánh ở đó nữa. Bò tơ thì cũng rất là nổi tiếng rồi, bởi vì rất là đông du khách, nhiều khi cũng không có chỗ ngồi luôn á cô chú anh chị. Chúng ta sẽ men theo con đường ở đây. Con đường ở đây nó chỉ là một con đường mòn với hai bên có những cái hàng cây cỏ. Đi vào bên trong con đường này nó cũng là con đường cục rồi, tuy nhiên thì với những cái vị trí như thế này người ta cũng mở ra rất là nhiều quán cà phê. Ở đây cũng có một quán cà phê thắp đèn sáng trưng nè. View ở đây cũng không thua kém gì ở phía trên con đường đâu. Vào mỗi buổi chiều chiều á thì thấy là có những cặp đôi thường hẹn hò đến đây tìm không gian riêng để mà tâm sự. Cũng như là vào mùa lạnh như thế này nè. Dạ, đi vào đây ngồi thưởng thức cà phê trong những căn nhà gỗ như thế này là rất là ấm cúng. Vừa được ngắm hoàng hôn nữa, cũng như là vừa thưởng thức được những món cà phê, thưởng thức những tách cà phê nóng. Đây người ta cũng đã đốt một đống lửa luôn này. Thời tiết ngày hôm nay có phần lạnh hơn những ngày trước. Chắc có lẽ là thời tiết đang chuyển mùa, chuẩn bị sang mùa đông rồi. Bà con cô bác mình bây giờ cũng chuẩn bị tất bật đi làm, chuẩn bị cho cuối năm nay và đầu năm thì sẽ có một cái Tết sung túc, ấm no. Ở Đà Lạt vào những tháng như là tháng 11 trở đi cho đến ra giêng thì thời tiết nắng ráo và rất là đẹp. Và đến tháng 12, cuối tháng 12 bắt đầu thời tiết trở lạnh và đầu tháng giêng thì bắt đầu ấm dần lên. Bây giờ thì cũng không có mưa nhiều nữa rồi, trời bắt đầu chuyển gió. Cũng như là mọi năm, quý vị có thể thấy là thời tiết ở Đà Lạt đến tháng 11 là bắt đầu gió rất là nhiều. Bà con cô bác mình cũng lo những cái nhà kính, nhà lồng. Khi mà đến mùa gió như thế này nè, thì gió nó có thể là làm bay những miếng bi lông. Và năm xưa thì những căn nhà tôn á, thường là người ta sẽ dùng những cái viên đá đè lên bên trên những cái mái tôn. Đây có một cô quán cà phê nữa nè. Mùa này thì không có mây, ở một số điểm săn mây như là đồi Đa Phú rồi đồi Thiên Phúc Đức thì cũng không có mây. Nếu như mà quý vị và các bạn muốn săn mây thì có thể là đi về khu vực Cầu Đất.
hoặc là xa hơn chút nữa thì chúng ta có thể là về Đa Sa Đa Cháy. Và bây giờ thì em sẽ trở lại với con đường Hùng Vương. Hy vọng là thông qua video này, quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn, thoải mái nhất. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin được hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.